bóng hồng vừa gác núi, chim chóc từng đàn lũ lượt bay về tổ, kêu là rộn rịp trên con đường mòn khúc hiểu. Các bác tiều phu vội vã các gánh củi lên vai trở về làng mạc. Quang cảnh rừng rú mỗi lúc càng tĩnh mịch, thỉnh thoảng một vài tiếng chuông chùa ngân nga từ xa vọng lại. Dường như để thúc hối những người còn chậm bước chưa ra khỏi cánh hoàng liều ghê rợn của rừng núi, một vài tiếng hú kêu vạc và sâu tận trong hốc núi càng làm cho những kẻ lạc loài khiếp đảm. Các loài thú dữ đã bắt đầu cuộc săn mồi như thường bữa, chốc chốc điểm lên những tiếng rống ghê người của chúa tể sơn lâm. Từ trong thảo am, bên mẹ nói một vị thiền sư lưng mang giày bổ, tay chống gậy tre, lần bước trên con đường mòn tiến dần về phía xóm nhà cạnh mé rừng. Trời vừa sắp tối, vị thiền sư đến nơi và đi ngay vào cổng, tìm lại nhà hai vợ chồng vị cư sĩ đã từng thọ giáo với ngài. Sau những lời chào hỏi, hai vợ chồng vị cư sĩ trải chiếu hoa mời ngài an tọa. Trà nước xong, thiền sư liền bảo: "Đâu này việc tu niệm của ông bà được khá lắm, thật tôi rất lấy làm vui mừng. Song sự đời có hiệp phải có tàn, hôm nay tôi đến đây để thăm và cũng để tỏ lòng từ giá hai ông bà. Ngày mai này tôi sẽ lên đường đi giáo hóa một nơi khác, có lẽ cách nhau lâu lắm, vì vậy tôi không dám hẹn ngày tái ngộ. À, trước khi lên đường, tôi xin dặn lại ít lời rất thiết, có thể là trầm ngôn tu tập mỗi ngày. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng để lãng quên. Nếu chẳng may có gặp việc gì xảy ra, trên mất trong gia đình, ngoài xã hội, nên kiên nhẫn bỏ qua, tự an ủi lấy lòng. Giả như một trong hai người lâm bệnh nặng, sắp đến giờ hấp hối, người mạnh cần nhất phải cho tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng, hộ niệm cho nhau đến phút cuối cùng. Đừng nên than khóc, van kêu, làm cho người chết phải bối rối, loạn niệm, khó được vãng sanh. Đây là một việc khó mà nhiều người tu hành đã vấp phải, nên tôi căn dặn hai ông bà hãy ghi nhớ. Được vậy, dù tôi ở cách xa, vẫn yên hóa đạo." Dặn dò chí bảo đâu đó xong xuôi, ra ngày vị thiền sư lên đường. Ngày tháng qua mau, phút chốc đã được hai thu. Nhờ theo lời dạy của vị thiền sư mà thời gian qua, hai vợ chồng vị cư sĩ ăn ở với nhau rất hòa thuận, hàng ngày làm phước, bố thí tụng kinh niệm Phật, lối xóm nhiều người cảm mến. Một hôm, người chồng bị chấn thương hàn đau nặng, người vợ chạy thuốc tìm thầy đã hết hơi, mà bệnh đau vẫn còn nguyên đấy. Cuối cùng, có một vị danh ni đã được mời đến, do công lao của người anh họ, chẳng ngại xa xôi để rước về. Sau khi bắt mạch xong, vị danh ni bảo: "À chà, bệnh này không qua khỏi ngày nay, vì mạch đã hết, vậy bà đừng nên chạy chữa làm gì, mất công tốn công hao của, hãy lo liệu những vật dưỡng già mà thôi." Người vợ lúc bấy giờ đã tuyệt vọng, tâm thần bà rối loạn, quên hẳn lời dặn bảo của vị thiền sư. Người chồng cứ nằm mê man trong tình cảnh ấy. Vì thương chồng, vì tuổi thần, người vợ chỉ có nước gục mặt bên chồng khóc kể liên miên, mãi đến khi người chồng mở đôi mắt thất thần nhìn vợ lần cuối cùng, mà người vợ còn ghé mặt sát mặt chồng nức nở vàng kêu:
Mình ơi, mình nỡ nào chết đi để một mình tôi ở lại sống cô độc lẻ loi. Hồi nào khổ sở có nhau, vui buồn cùng chịu. Ngày nay mình bỏ tôi, mình đi một mình. Mình ơi. Vì nghe lời lẽ quá bi ai, cảm tình nặng ải, bất giác nổi lên. Nhìn vợ mà hai hàng lệ thấm tuôn ra, nghẹn thở, rồi trút linh hồn. Thần thức của ông xuất ra nơi mắt. Người vợ vì gục mặt vào mặt chồng mà khóc, nên thần thức chui ngay vào lỗ mũi của vợ, hóa thành một con sâu. Chôn cất xong xuôi, đám ma cũng khá lớn. Những ân nghĩa lối xóm cũng lo tròn. Đến khi bà con ai về nhà nấy, bấy giờ bốn bề yên lặng. Người vợ vì thương chồng bạc phận, xét nỗi cô đơn hiu quạnh, lại thèm lỗ mũi mỗi ngày một lớn và đau nhức vô cùng. Nàng cứ ngày đêm kêu gào than khóc, làm cho những kẻ ở gần ai cũng phải đồng lòng thương xót. Một hôm, vị thiền sư trở lại ghé thăm, nàng vừa thấy bóng ngài đã hối hả chạy ra khóc than. Vị thiền sư ôn tồn bảo: "Bà hãy nín đi, sống chết là lẽ thường, hễ có sanh là có tử. Người tu hành khi bỏ được thân khổ này như quẳng được cái gánh nặng. Bà nên mừng giùm, chớ sao lại khóc. Bà còn than khóc, thế là bà chưa hiểu đạo. Xin bà hãy nghe tôi. Có thường nhớ nên để trong lòng, lo tu hành cho khuây lãng. Nếu còn nặng lòng ái ân, thì kiếp sau lại gặp nhau nữa, vay trả, trả vay, thành một chuỗi hoàn già vô cùng tận." Sau khi nghe vị thiền sư khuyên bảo, nàng liền sửa lại mái tóc, rồi tình cờ khịt mũi mạnh, văng ra một con sâu khá lớn. Thiền sư cười bảo: "Ở đời ít ai có nghĩa hơn bà. Ai đợi thương chồng mà khóc đến nỗi có con sâu trong lỗ mũi." Nàng thẹn quá, toan định lấy chân dặm chết con sâu. Vị thiền sư vội vàng khoát tay bảo: "Khoan đã, đừng, bà đừng nên làm như thế. Vì con sâu ấy là chồng của bà đó." "Bạch thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao chết lại sanh vào loài sâu bọ như thế này?" "Bà đã quên lời của tôi dặn. Khi chồng bà chết, không lo tụng kinh niệm Phật, khuyên bảo chồng bà để khởi chánh niệm, bà lại còn đem tình ân ái kể lễ khóc than, nên chồng bà khi sắp mất bị lòng thương vợ, nặng tình ân ái mà lãng quên chánh niệm. Vì vậy nên thần thức luyến ái không thể vượt lên cao, mà phải chui vào mũi của bà biến thành sâu bọ như thế. Than ôi, uổng một kẻ tu hành đã mong thoát kiếp luân hồi, lại còn bị ân ái cột chặt. Thật có khác nào con cò muốn cắt cánh bay cao để thoát ngoài giò bẫy, nhưng khôn nổi nó có bị sợi dây vô tình cột chặt vào chân. Thế có tội nghiệp không?" Thiền sư quay sang con sâu và nói rằng: "Nhà ngươi lúc trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra thời đã được công đức lành mà sanh thiên hay vãng sanh cực lạc. Song vì tình ân ái của vợ chồng ngươi có còn sâu thẳm ngàn trùng, thành ra khi chút hơi thở cuối cùng mà còn gây nghiệp chướng nặng nề, phải thành loài sâu bọ. Thật đáng thương thầy." Con sâu nằm im từ nãy đến giờ, dường như
nó cũng tự biết hổ thẹn ăn năn. Thiền sư chú nguyện cho, và nhờ công đức lành đã tạo từ trước nên con sâu quằn quại một lúc rồi chết. Thần thức lại sanh vào cõi người. Người vợ đã tự hối và phát nguyện tu hành niệm Phật, kết quả bà được vãng sanh. Người ta cũng không phải chỉ có một đời sống ngắn ngủi mở đầu trên cái nồi và chấm hết trên cái mồ. Lọt lòng và nhắm mắt chỉ là bình minh và đêm tối của một thời gian lặng lẽ rồi, không bao giờ tạm ngừng, không có đầu, không có đuôi.